các bạn thì treo cây theo các vị trí ấy, nó sẽ có công tác điều khiển này đấy. Đó là chế độ nháy, đây chế độ chuyển màu là đứng yên này, có chế độ nháy này đấy. Đấy, có hai chế độ nha, chế độ nháy và chế độ đứng yên đấy, và chế độ nháy ba chế độ chứ, và chế độ nháy giật giật và chế độ đứng yên này đấy. Đấy, rất là hay. Ui, rất nhiều chế độ chứ không phải ấy cơ. Đấy, chế độ từ từ này, chế độ nháy này, đấy, một chế độ, hai chế độ này, ba chế độ này, bốn chế độ này, đấy, có bốn chế độ nha. Mọi người có nhu cầu liên hệ nha. Thank you.